Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn cùng đam mê audio trên mọi miền tổ quốc nhé. Hôm nay Quang Minh Audio sẽ giới thiệu với quý vị các bạn một cái dòng loa siêu chép mới của Pioneer, chính hãng của Pioneer sản xuất quý vị các bạn nhé. Dòng này chúng tôi thì mới cập bến và được buổi chiều hôm nay thôi. Và hôm nay là có hàng để muốn review giới thiệu với các bạn, quý vị các bạn cùng tham khảo nhé. Mà như trên màn hình quý vị các bạn đang được tham khảo, chúng tôi đã có một hai cặp, nhất là cặp củ rời và có những cặp mà có đầy đủ phân tần và chân như này để cho anh em về ghép ngoài, hoặc những cặp củ rời như này thì anh em về có thể là về thay những cái dòng loa chép cũ hoặc những dòng cháy hỏng hoặc những dòng loa chép mà kém chất lượng quý vị các bạn nha. Đấy. À, tôi sẽ cụ thể chi tiết về sản phẩm để anh em cùng tham khảo và anh em xem. Đấy. Đó. Đây là dòng siêu chép Pioneer, chính hãng của Pioneer sản xuất anh em nhé. Mời anh em xem này, mặt trên này, ở ngoài này, ở trên này. Đây là mặt này bằng hợp kim anh em nhé, hợp kim nguyên khối nhé, anh em nhớ. Dòng này thì rất là nhỏ thôi, đó, anh em nhớ. Đấy, ngang này, cổ từ đây bọc một lớp ở ngoài đây, đấy, phía sau đây, đây và đây model sản phẩm đây anh em này, Pioneer này, không biết anh em nhìn có rõ không? Tôi sẽ cận cảnh chi tiết sản phẩm cho anh em nhìn đó. Đó, cái sản phẩm với model là VKT A300 anh em nhá. Đó, dòng là chính hãng của Pioneer sản xuất. Phía sau là hai cầu đấu đây, âm dương này. Đấy, cầu có đánh dấu này là cầu dương, cầu đây là cầu âm anh em nhá. Dòng này kích thước thì nhỏ gọn hơn anh em. Dòng này đường kính vành này, có 8,5 cm, đường kính vành ngoài này là 8,5 cm anh em nhá. Dòng này rất là nhỏ gọn trong lòng bàn tay, tôi cầm trong lòng bàn tay, nhỏ gọn vô cùng. À, phía củ là sau này, củ này có đường kính là 6,5 cm anh em nhá. Củ là 6,5 cm. Đó. Dòng này thì chất lượng đánh rất tốt, anh em mà đã chơi những dòng loa chép chính hãng của Pioneer rồi đấy thì anh em biết đấy, chất lượng chép Pioneer thì chất lượng thì tuyệt vời luôn anh em nhá. Anh em có thể vừa phối ghép vào những dàn âm thanh, vừa nghe nhạc hoặc là vừa có thể kết hợp hát karaoke đều được anh em nhá. Pioneer VKT A300 đó, đây là những dòng củ rời cho anh em về thay độ chế qua, hoặc đây những cái dòng mà chúng tôi sẽ tích hợp sẵn phân tần và chân như này để cho anh em về có thể ghép thêm vào ngoài, có thể những thùng loa của quý vị các bạn là những con loa của quý vị các bạn vào cái tiếng chép nó yếu mà nó không lên được, quý vị các bạn cũng không muốn thay thế, chỉ muốn ghép thêm vào những cái cặp này ở ngoài thôi để chơi thêm, ghép thêm để bổ trợ cho những giải cao cho dàn âm thanh của quý vị các bạn, thì anh em có thể tham khảo lựa chọn những cái mẫu như này. Chúng tôi đã tích hợp sẵn phân tần và chân như này, đã hàn sẵn dây chờ đây, dây chờ tôi cuốn ở đây để anh em về có thể về đấu trực tiếp vào âm đi hoặc sau cầu loa là được rồi anh em nhé. Anh em đấu song song là chơi là ok, không ảnh hưởng gì đến trở kháng cũng như công suất của bộ dàn của anh em nhé. Đó anh em nhé. Và phân tần đây thì cũng giới thiệu với anh em rất là nhiều lần rồi, có cuộn cảm này, tụ này, trở sứ này, con bọ này, bo mạch này, anh em chơi mà qua những cục phân tần như này thì đảm bảo luôn chất lượng âm thanh rất là tốt anh em nhé. Cắt tần chuẩn luôn cho anh em. Đó anh em như trên này, đấy, model sản phẩm này VKT A300 số series này Pioneer. Đó anh em nhé. Và anh em tham khảo, nếu anh em mà có nhu cầu những dòng nào thì có thể là để lại số điện thoại dưới phần bình luận, hoặc anh em có thể liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại là 0944737321 anh em nhé. Xin nhắc lại anh em, vành này là hợp kim nguyên khối anh em nhé, hợp kim luôn, tất cả hợp kim luôn anh em nhé. Đấy, vành trên này, đấy, tất cả hợp kim luôn chứ không phải bằng nhựa anh em nhé, vành hợp kim. Đấy, cho anh em dễ tham khảo. Và sau đây thì tôi xin báo giá để cho anh em cùng tham khảo một cặp mà cũ như này về anh em thay thế, có giá là 900.000 anh em nhé. 900.000 một cặp củ như này và một cặp mà đầy đủ phân tần và chân nắp sẵn hàn dây này cho anh em về ghép thêm ở ngoài, có giá là 1.050.000 anh em nhé. Và dòng này có anh em có thể phối ghép được rất nhiều dàn âm thanh khác nhau, trở kháng từ 4 đến 16 ohm với độ nhạy của con này là 91 decibel và công suất tối đa cho một loa là 100W anh em nhé. Anh em nào mà yêu thích video tôi xin vui lòng đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi nhé. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video kế tiếp.